Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ đã có tờ trình dự thảo gửi Quốc hội về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo tờ trình, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ có chiều dài khoảng 1.545 km từ ga Ngọc Hồi Hà Nội đến ga Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đi qua địa phận 20 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường sắt tốc độ cao được bố trí 23 ga hành khách với khoảng cách 67 km trên một ga, đặt tại gần khu vực trung tâm kinh tế chính trị của các địa phương. Hiện trong quy hoạch Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo và được Bộ Chính trị cơ bản thống nhất, mỗi địa phương sẽ bố trí một ga. Tuy nhiên, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận sẽ bố trí 2 ga để đảm bảo chạy tàu với tốc độ khai thác tối đa 320 km/h, chiếm 70-80% chiều dài giữa 2 ga rừng, cự ly tăng tốc khoảng 7,2 km, cự ly giảm tốc khoảng 9,5 km. Đồng thời, để đảm bảo phục vụ quốc phòng an ninh, vận chuyển hàng hóa khi có nhu cầu, trên tuyến bố trí 5 ga hàng tại các đầu mối hàng hóa lớn. Trên tuyến dự kiến cũng sẽ xây dựng 5 depot phục vụ khu tập kết sửa chữa bảo dưỡng tàu khách tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh và 4 depot phục vụ sửa chữa bảo dưỡng tàu hàng tại Hà Tĩnh, Quảng Nam, Khánh Hòa và Đồng Nai. Để rút ngắn thời gian thực hiện và huy động tối đa nguồn lực, các nhà thầu trong nước tham gia thực hiện dự án, Chính phủ dự kiến phân chia thành 4 dự án thành phần và đồng thời triển khai. Dự án đặt mục tiêu triển khai giải phóng mặt bằng toàn tuyến và khởi công các dự án thành phần vào cuối năm 2027, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến năm 2035 với tổng mức đầu tư dự án khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, khoảng 67,3 tỷ đô la Mỹ. Về giá vé đường sắt tốc độ cao, theo tính toán của cơ quan soạn thảo, dự kiến bằng khoảng 75% giá vé máy bay giá rẻ trong điều kiện bình thường để phù hợp với khả năng chi trả, thu hút hành khách. Vé đường sắt tốc độ cao chia làm 3 mức giá tương ứng với các đối tượng mức độ tiện nghi khác nhau. Ngày 18 tháng 10 năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thảo luận báo cáo số 324 ngày 9 tháng 10 năm 2024 của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng DT382C đoạn từ giao với DT387 đến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận về chủ trương đồng ý việc đầu tư dự án xây dựng DT382C đoạn từ giao với DT387 đến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 theo quy định của pháp luật. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào và các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan triển khai, lập, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, nhất là về đầu tư công, tài chính, ngân sách nhà nước, đất đai, xây dựng, giao thông, quy hoạch, thủy lợi, đê điều và bảo vệ môi trường, đảm bảo phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông và các quy hoạch liên quan của tỉnh Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có hiệu lực. Rà soát xác định đầy đủ diện tích, cơ cấu, loại đất phải thu hồi và quy mô dự án, tổng mức đầu tư dự án, đặc biệt là chi phí xây dựng, chi phí dự phòng và chi phí giải phóng mặt bằng phù hợp với nhu cầu thực tế, quy mô dự án và đúng quy định của pháp luật, nhất là các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành, an toàn, chi phí đầu tư, suất đầu tư, giá xây dựng, thiết kế và điều kiện xây dựng. Đảm bảo đầu tư dự án đồng bộ hiệu quả và đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy mô, cấp đường, loại đường. Lựa chọn phương án thiết kế kỹ thuật, giải pháp thi công, đầu tư hợp lý hiệu quả tối ưu. Rà soát hệ thống cầu, cống, công trình thủy lợi, các nút giao cắt, điểm đấu nối với các tuyến đường hiện hữu và các tuyến đường trong quy hoạch để có phương án giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan, kiến trúc tổng thể. Đảm bảo việc lựa chọn, quyết định đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật và có đủ năng lực thực hiện dự án hợp đồng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Nếu dự án phải thực hiện tái định cư đối với các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi thì phải chủ động xác định vị trí, bố trí quỹ đất để triển khai nhanh khu tái định cư theo quy định của pháp luật.
có phương án đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu triển khai dự án. Dự án nêu trên được triển khai khi đáp ứng đầy đủ các thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầu tư dự án hiệu quả, đồng bộ để góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông thị xã Mỹ Hào theo quy định. Căn cứ kết luận này, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo đôn đốc thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả và tiến độ đề ra, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện. Thông tin thêm về dự án, tuyến đường 382C trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 theo quy hoạch kết nối từ quốc lộ 39A đến cầu sắt quốc lộ 38 rộng 69m là trục đường quan trọng nằm kết nối hai tuyến quốc lộ của Hưng Yên cũng như nhiều khu công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Đoạn đầu tuyến kết nối với quốc lộ 39A đi qua khu đô thị New City. Năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt và giao cho công ty Thăng Long là chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5, địa chỉ tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Công ty Thăng Long có trách nhiệm thi công tuyến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 và hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất với nhà nước. Đoạn đầu của dự án đường 382C được hoàn thành từ khoảng năm 2020. Đoạn tuyến tiếp theo đi qua khu công nghiệp Thăng Long 2 đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng. Cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường quy hoạch 69m từ đường Phạm Ngũ Lão DT387 qua khu công nghiệp Minh Đức đến cầu sắt quốc lộ 38 thị xã Mỹ Hào giai đoạn 1. Đây là dự án nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thị xã Mỹ Hào theo quy hoạch được duyệt. Đoạn tuyến đường 382C từ đường 387 đến khu công nghiệp Minh Đức chủ yếu đi qua đất nông nghiệp. Đây là đoạn tuyến quan trọng kết nối các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Hưng Yên. Đoạn tuyến này đi qua hai xã Xuân Dục và Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Theo quy hoạch, tuyến đi xuyên qua khu công nghiệp Minh Đức và kết nối với quốc lộ 38 đoạn cầu sắt. Khi được xây dựng và thông xe, đây sẽ là đoạn tuyến kết nối nhiều khu công nghiệp, đô thị cũng như giảm tải cho quốc lộ 5 đoạn qua thị xã Mỹ Hào. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô có tổng chiều dài gần 113 km đi qua 3 tỉnh thành phố gồm Hà Nội 58 km, Hưng Yên 19,3 km, Bắc Ninh 36,2 km. Điểm đầu dự án tại điểm nối cao tốc Hà Nội-Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài-Hạ Long. Dự án được triển khai theo 7 dự án thành phần, vận hành độc lập, trong đó Hà Nội thực hiện với 3 dự án thành phần, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận Hà Nội và đầu tư xây dựng hệ thống cao tốc theo phương thức PPP. Hưng Yên và Bắc Ninh mỗi tỉnh chịu trách nhiệm 2 dự án thành phần, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận của mỗi tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư trên 85.813 tỷ đồng, trong đó đường cao tốc Vành Đai 4 được đầu tư theo PPP với mức đầu tư 56.500 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào tháng 6 năm 2023 và có tiến độ hoàn thành đường song hành theo phê duyệt dự án vào năm 2026, hoàn thành đường cao tốc vào năm 2027. Về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 đoạn qua Hà Nội, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội chủ đầu tư cho biết, đến cuối tháng 10 năm 2024, Hà Nội đã phê duyệt thu hồi 98,15% diện tích đất, hoàn thành toàn bộ 13 khu tái định cư và bố trí tái định cư cho 337 trên 818 hộ dân. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng trên địa bàn Hà Nội trong năm 2024, hoàn thành di chuyển hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi trong quý 4 năm 2024. Đường song hành Vành Đai 4 đoạn qua Hà Nội có chiều dài khoảng 58 km đi qua các địa phương gồm huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, quận Hà Đông, huyện Thanh Oai và Thường Tín. Về tiến độ dự án thành phần 2.1 đường song hành Vành Đai 4 đoạn qua Hà Nội, sau 15 tháng kể từ ngày khởi công, 4 gói thầu xây lắp đã được các nhà thầu đồng loạt triển khai trên phần diện tích mặt bằng, đã bàn giao với 32 mũi thi công, 23 mũi đường, 9 mũi cầu. Hiện nhà thầu đang xử lý nền đất yếu thi công cầu và hạng mục thảm bê tông nhựa bán rỗng.
Sản lượng đến nay đạt khoảng 36,86%, dự kiến đường song hành đoạn qua Hà Nội sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2025. Việc hoàn thiện vành đai 4 vùng thủ đô sẽ góp phần giải tỏa ách tắc giao thông kết nối giữa các tỉnh và tạo không gian phát triển mới cho cả vùng thủ đô, trong đó có Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch hưởng ứng triển khai đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Theo đó, kế hoạch thi đua với các nội dung tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội để nhân dân ủng hộ tích cực tham gia giải phóng mặt bằng để thi công dự án cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan. Đối với huyện Hòa Vang và các xã nơi dự án đi qua, chủ động sáng tạo việc giải quyết khó khăn vướng mắc và giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ dự án, tăng cường làm việc trực tiếp với người dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết các kiến nghị hợp pháp chính đáng của người dân, quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trước tiến độ do Thủ tướng Chính phủ giao. Thời gian thực hiện đợt thi đua được sơ kết vào tháng 12 năm 2024 và tổng kết vào cuối năm 2025. Dự án đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam có chiều dài khoảng 11,5 km đi qua địa bàn 3 xã Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Sơn. Dự án có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29 m. Giai đoạn phân kỳ đầu sẽ có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22 m, mặt đường là 14 m. Tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã bao gồm dự phòng là 951,119 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2025. Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 99,5%, 1.215 trên 1.220 hồ sơ. Đến nay, thành phố đã bàn giao cho dự án trên tuyến chính là 11,1 km trên 11,5 km đạt 96,5% và hoàn thiện tuyến đường gom 19 km trên 20 km đạt 95%. Cơ bản, đảm bảo mặt bằng để thi công dự án này từ nay đến hết tháng 12 năm 2024. Đối với 5 hồ sơ đất ở còn lại, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án. Còn tại Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã triển khai đến toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là các địa phương có dự án đi qua. Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ tháng 8, sơ kết vào tháng 12 năm 2024, tổng kết vào cuối năm 2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật để thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Khẩn trương xử lý các vướng mắc liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư đất đai, công trình thủy lợi, hệ thống nước sạch, vị trí cột đường, dây chung hạ thế để triển khai thi công dự án cao tốc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài tuyến 60,3 km. Đến ngày 25 tháng 6, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính cho Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải để thi công. Công tác quy hoạch, cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ dự án được đảm bảo về trữ lượng và chất lượng. Hiện các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình để đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, hiện vướng mắc còn lại của dự án chủ yếu liên quan đến công tác di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các địa phương tuyến chính đi qua. Cụ thể, đối với đường dây cao thế 202 kV và 110 kV đã hoàn thành toàn bộ công tác di rời và bàn giao mặt bằng. Đối với các tuyến đường dây trung thế, hạ thế, viễn thông, công trình cấp nước đã hoàn thành công tác di rời 98% khối lượng. Hiện vẫn còn 6 vị trí vướng vào các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm đường điện 22 kV và 0,4 kV, các viễn thông, điện chiếu sáng, hệ thống nước sạch trên địa bàn các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, phần diện tích điều chỉnh bổ sung tuyến chính lần 3 là 13,56 ha. Đến ngày 18 tháng 10, các địa phương đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, phần diện tích này không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, nên các cơ quan đơn vị chưa thể triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Để tháo gỡ những vấn đề trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và Nghĩa Hành khẩn trương tuyên truyền vận động người dân trong khu vực ảnh hưởng, bàn giao mặt bằng để tổ chức di dời các công trình công cộng phục vụ thi công các hạng mục của dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở, phê duyệt các phương án bồi thường đối với phần diện tích đất nông nghiệp mới điều chỉnh bổ sung. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung cấp huyện để làm cơ sở triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 13,56 ha phần diện tích được bổ sung điều chỉnh tuyến chính lần 3.